Đó. Cái nội dung thứ hai đó là hướng dẫn thực tập. Đó thì sáng hôm nay các em tập trung để nghe thầy phổ biến cái một số chuyên đề thực tập đó cho giáo viên hướng dẫn vào ngày 31 tháng 1. Tuy nhiên không phải là từ đây cho đến lúc đó các em mới nộp, mà nó còn nhiều cái ràng buộc khác. Ví dụ trong cái quá trình mà làm thực tập đó thì các em phải thường xuyên liên hệ và báo cáo cái tiến độ cũng như là trao đổi với giáo viên hướng dẫn về vấn đề chuyên môn liên quan đến cái đề tài, cái chuyên đề mà các em thực tập đó. Chứ không phải bây giờ sáng nay nghe hướng dẫn xong rồi các bạn không có liên hệ liên lạc gì cả, chờ đến ngày 30 các em vác đến một cái cuộc chuyên đề và nộp cho giáo viên hướng dẫn thì chắc chắn họ sẽ không chấp nhận, họ không nhận. Thì cái đó các em lưu ý nha, lưu ý. Rồi cái nội dung thứ ba là các vấn đề cần chú ý. Văn bản chú ý, một đó là trách nhiệm của sinh viên. Thì hôm nay các bạn đã có mặt ở đây để nghe thầy hướng dẫn rồi, thì có mặt như nào thì nó thể hiện ở trên cái hệ thống điểm danh sáng nay. Đó. Như vậy thầy sẽ gửi cái kết quả điểm danh này về khoa để biết bạn nào có tham gia, bạn nào không. Sau khi có danh sách phân công hướng dẫn thì sinh viên phải liên hệ trực tiếp, thầy đã nói rồi, được chưa? Đề cương chuyên đề tốt nghiệp phải được giáo viên hướng dẫn phê duyệt, đây là một ý rất là quan trọng. Được phê duyệt nha. Nếu các bạn mà không có thống nhất tên đề tài với giáo viên hướng dẫn mà các bạn tự nhiên nộp cho giáo viên dẫn một cái đề tài và một cái đề cương thì có thể giáo viên hướng dẫn đó họ sẽ không chấp nhận và các bạn phải viết lại. Do đó cái việc đầu tiên là chúng ta liên hệ với giáo viên, trao đổi với giáo viên về cái hướng mà chúng ta sẽ viết. Khi mà giáo viên đồng ý rồi thì chúng ta mới triển khai việc viết đề cương. Đó các bạn làm phải đúng cái quy trình như vậy nha. Sinh viên phải thường xuyên thông báo tiến độ thực tập của mình, có nghĩa là ít nhất là 2 tuần một lần với giáo viên hướng dẫn theo quy định. Như vậy cứ 2 tuần các bạn có một cái email hoặc là một cái tin nhắn hoặc như nào đó do giáo viên là họ quy định để các em báo cáo cái tình hình thực tập của các em như nào để giáo viên họ nắm. Đó, một cái lưu ý rất quan trọng là mỗi đơn vị thực tập chỉ được thực tập tối đa 2 sinh viên thôi, 2 sinh viên cho một khóa học nha, cho một khóa học, và phải làm đề tài phải khác nhau, 2 sinh viên nhưng đề tài phải khác nhau. Ví dụ các bạn xin vào thực tập tại công ty bưu chính viễn thông tỉnh Lâm Đồng ví dụ như thế, thì vào công ty bưu chính viễn thông là một cái công ty thôi, nhưng mà một bàn là viết về đề tài về nhân sự, một bàn là viết đề tài về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của cái VMBT đó. Như vậy không được phép 2 bạn viết cùng một đề tài tại một một đơn vị. Đó. Nếu sinh viên vi phạm thì sẽ không công nhận kết quả. Cái này các bạn đọc, đó. Có cái file này các bạn tải về, các bạn in ra và các bạn xem như một cái cẩm nang để chúng ta làm hành trang trong quá trình thực tập. Các em nhé. Nếu sinh viên không thông qua đề cương của giáo viên hướng dẫn theo quy định, nộp trễ đề cương, bản thảo hoặc bằng chứng sẽ bị điểm không. Là cái này là hồi nãy nói rồi, bây giờ chỉ còn nhấn mạnh thôi. Đấy, những cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Chỉ cần chúng ta sơ suất một chút xíu thì nó rất là nguy hiểm, rất là mệt. Trong những khóa trước đến ngày nộp bài thì nhiều sinh viên thông báo với giáo viên rằng là máy em bị hư, dữ liệu bị mất, thì đó là những cái lý do mà không kiểm chứng được. Do đó là gì ạ? Có thể giáo viên cho không điện. Các em lưu ý. Nhưng sinh viên sử dụng chuyên đề của người khác sẽ chịu hình thức kỷ luật là đuổi học. Tất nhiên là đây là nó liên quan đến gì? Nó liên quan là đạo văn. Tất nhiên là mình sử dụng một cái chuyên đề người khác, mình chép y chang rồi mình thay tên đổi họ thôi. Để có nghĩa là mình đạo văn, mình lấy toàn bộ cái sản phẩm người khác để làm cái sản phẩm của mình, thì đương nhiên là nhà trường áp dụng hình thức là đuổi học. Lưu ý này, đây có những lưu ý rất rõ. Sinh viên vắng mặt buổi tập trung ngay giờ hướng dẫn thì bị trừ đi 0,5 điểm. Đó, 0,5 điểm. Đấy, ví dụ chuyên đề là 10 điểm thì việc đầu tiên sáng nay có thể trừ đi nửa điểm rồi, mặc dù chúng ta chưa làm gì nhưng mà có thể trừ nếu các bạn không tham gia vào đây. Thì kết quả này sẽ gửi về khoa và gửi cho từng giáo viên hướng dẫn để họ nắm. Thứ hai, sinh viên không trực tiếp liên hệ với giáo viên trong vòng 10 ngày, trong một ngày kể từ ngày hôm nay nhé, kể từ ngày hôm nay là ngày 12, trong vòng 10 ngày thì sẽ bị trừ đi 1 điểm. Đấy, lưu ý. Như vậy là hôm nay, ngày hôm nay trở đi đó, sau cái buổi này các em có thể trực tiếp liên hệ với giáo viên. Ví dụ như cái nhóm sinh viên mà thầy hướng dẫn
thì các bạn đã liên hệ với thầy cách đây 3 ngày rồi. 3 ngày khi mà có danh sách phân công thì các bạn liên hệ với thầy 3 ngày và tạo ra một group Zalo để thầy và trò cũng biết nhau trước và trao đổi một số cái vấn đề có liên quan đó. Như vậy các bạn khác cũng làm như thế nhé. Sinh viên không trực tiếp liên hệ với giáo viên hướng dẫn trong vòng 20 ngày sẽ bị loại khỏi danh sách làm thực tập tốt nghiệp. Đây, cái này lưu ý nha, lưu ý những cái này rất lưu ý, rất là quan trọng đó. Như vậy từ đây mà đến cuối tháng đó, cuối tháng 11 mà các bạn không liên hệ đó thì giáo viên hướng dẫn họ sẽ báo về khoa và khoa sẽ ra quyết định là không công nhận, không cho phép các bạn thực tập trong cái đợt này rồi. Về trách nhiệm giáo viên hướng dẫn thì không nói rồi, cái này cái việc của giáo viên thầy không có nói. Về đơn vị thực tập thì lưu ý này, chúng ta là học ngành quản trị doanh, chúng ta học ngành kế toán, nói chung là chúng ta là sinh viên ngành kinh tế, do đó chúng ta phải thực tập tại những cái đơn vị mà nó mang tính chất là gì, không phải là nhà nước mà nó phải là doanh nghiệp ở phía bên ngoài. Do đó các bạn lưu ý cái chỗ này nha, chúng ta không thực tập ở xã, ở phường, ở thị trấn, bởi vì ở xã, phường, thị trấn đó thì những cái nội dung chúng ta thực tập thì nó lại không liên quan đến cái chuyên môn mà các em được đào tạo. Do đó lưu ý này, sinh viên có thể thực tập ở các doanh nghiệp thuộc mọi hình thức, nhớ là doanh nghiệp nha các em, nhớ doanh nghiệp chứ không phải là đơn vị hành chính sự nghiệp khác, doanh nghiệp khác, đơn vị hành chính sự nghiệp khác. Do đó sinh viên có thể tập ở doanh nghiệp thuộc mọi hình thức như tập đoàn, như tổng công ty, như công ty liên doanh, công ty cổ phần, công ty doanh nghiệp nhà nước, nhà nước nhưng mà phải doanh nghiệp nha, nhà nước phải doanh nghiệp chứ không phải là đơn vị xã, phường hay huyện, mà là doanh nghiệp của nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty tư nhân v.v. Mọi loại hình kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, ngân hàng, các đơn vị tài chính khác v.v. Đấy, như vậy các bạn phải hướng tới cái chữ là doanh nghiệp nhà nước hay ngoài nhà nước, nhưng nó phải có chữ doanh nghiệp. Đấy ạ. Sinh viên phải xuất trình giấy giới thiệu cho lãnh đạo nghề nghiệp doanh nghiệp. Thì cái giấy giới thiệu này đó là do trường ký chứ không phải khoa ký, và phải có con dấu chữ ký. Thì cái nội dung này đó các em liên hệ với cô Thanh để xin cái giấy giới thiệu mà có đầy đủ các thông tin từ nhà trường. Các em mang cái giấy tới giới thiệu này trình cho doanh nghiệp cái nơi mà các bạn xin được cái chỗ thực tập đó để nộp cho người ta, chứ không thể nói bằng miệng các em nhé, không thể nói bằng miệng, mà tất cả đều phải có giấy trắng mực đen đó để chứng minh các bạn là sinh viên của khóa chúng ta, hiện nay các bạn đang đi thực tập để tốt nghiệp đó. Trên cái cơ sở đó thì doanh nghiệp mới có cái quyết định là cho các em thực tập hay là không. Như vậy lưu ý cái này các em liên hệ với cô Thanh để có ha. Cái nội dung rất là quan trọng nữa đó là về đề tài thực tập tốt nghiệp. Đề tài là gì? Thì chúng ta có hai ngành, ngành quản trị doanh và ngành kế toán. Ngành quản trị doanh này các em có thể thực hiện các cái lĩnh vực như là hoạt động marketing tại doanh nghiệp, như tìm hiểu sâu công tác nghiên cứu thị trường, thiết lập hệ thống phân phối, các biện pháp quảng cáo, truyền thông, quan hệ công chúng, xây dựng thương hiệu v.v. Thì đây là cái mảng mà khoa gợi ý thôi, còn cái tên đề tài cụ thể thì các em phải thống nhất được và giáo viên hướng dẫn sẽ giúp cho các em đó xác định một cái tên đề tài nó phù hợp với cái mảng, cái lĩnh vực, cái hoạt động mà các bạn sẽ biết đó. Hay là công tác quản trị tác nghiệp trong sản xuất và dịch vụ, hay là quản trị chất lượng, hay là phân tích thiết lập thẩm định dạng, hay là phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy đây là toàn bộ những gì mà nó liên quan đến sinh viên ngành quản trị doanh, được chưa? Những cái mảng như thế này thì liên quan tới ngành quản trị doanh. Và thầy nhắc lại một lần nữa là tên đề tài là gì, cụ thể ra làm sao, thì đây là có sự gợi ý hướng dẫn và cho phép của giáo viên hướng dẫn, thì chúng ta sẽ xác định một cái đề tài cho nó phù hợp với những cái lĩnh vực mà khoa tập ra danh sách như thế này. Còn đối với ngành kế toán thì cũng tương tự như vậy thôi, tương tự các em phải làm việc với giáo viên hướng dẫn để xác định cái tên đề tài nó là gì, và đây là những cái lĩnh vực có liên quan, ví dụ tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp, hay là phân tích công tác kế toán tiền lương, hay là phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp, vân vân và vân vân. Đây và đây là một cái tên đề tài mang tính chất gợi ý, ví dụ thôi, đó là gì, phân tích công tác tuyển dụng và đào tạo tại công ty ABC Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tên một cái đề tài, và thầy nhắc lại cái tên này phải được giáo viên hướng dẫn thông qua, cái tên này sẽ được giáo viên hướng dẫn gợi ý, được chưa? Như vậy các bạn chọn một cái lĩnh vực, ví dụ xin vào một cái doanh nghiệp và các bạn có thế mạnh yêu thích là gì ạ, là
là thích về nhân sự, à, sau này sẽ gắn liền với công tác là làm nhân sự, à, làm tổ chức, làm tuyển dụng, thì các bạn sẽ thống nhất với giáo viên để đưa ra cái tên đề tài như vậy. Còn những bạn mà thích về những con số, ví dụ như là gì ạ, à, về tài chính, thì các bạn là gì ạ, chọn một cái đề tài ví dụ phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp ABC nào đó, à, trên địa bàn nào đó, ví dụ như thế, thì cái nội dung này sẽ được giáo viên hướng dẫn thông qua, sẽ giúp các em, à, hoàn thành cái việc này. Rồi về cái nội dung cách thức trình bày chuyên đề thì ở đây nó có rất là rõ rồi, thầy cũng nói thêm, không nói thêm. Trước hết là thứ tự trình bày, thì cái việc thứ tự trình bày này các em in cái file này ra, đó, sau này đóng bìa đó, thì trang đầu tiên là trang bìa, à, rồi trang bìa ngoài là trang bìa trong, thì màu nó nằm phía dưới, rồi kế tiếp lời cảm ơn, lời cam đoan, vân vân, như vậy nó có hết rồi. Như vậy cứ theo thứ tự này mà làm, đó, theo thứ tự này mà làm, chương tổng thể, đấy, thì đây là rất là rõ, rất là rõ. À, sử dụng chữ gì, ví dụ như phong chữ là Times Roman, còn cái cờ chữ hay là sai chữ là 13, như vậy quy định rất là rõ rồi các em, rất là rõ. À, lề trái lề phải bao nhiêu, à, cách nhau đoạn là bao nhiêu, thì ở đây là gì, trong này Khoa đã soạn ra một cái file để hướng dẫn hết sức là chi tiết để các em đọc cái này và chúng ta chỉ làm theo thôi. Đó, tài liệu tham khảo trích dẫn như thế nào, à, trang bìa ngoài nó như thế nào, đấy các em, bạn chỉ cần copy cái không này vô và thay tên mình thôi, thay tên mình. Ví dụ tên mình là Nguyễn Văn Nga, thì chúng ta thay đây là Trần Đĩa thành Nguyễn Văn Nga, còn bỏ cái chữ tên sinh viên này đi, à, bỏ đi nhé. Thì nhiều bạn in ra, sau này in ra rồi đó, vẫn để cái chữ tên sinh viên mở đóng mặt. Cái tên sinh viên là người ta giải thích, ghi chú để các bạn biết, à, cái chỗ này đặt cái tên mình vô, chỗ này đánh cái tên của đề tài vô, đó, chỗ này là thực tập rồi, đó, cái trang bìa trong nó khác trang bìa ngoài chỗ nào. Ví dụ trang bìa trong nó khác bên ngoài là có tên giáo viên hướng dẫn học hàm học vị, à, và họ tên sinh viên, thì các bạn lưu ý học hàm học vị của giáo viên là gì thì các bạn ghi vào đây cho đúng nha. Đó, họ tên của giảng viên là gì các bạn phải ghi cho đúng đó. Ông thầy tên là Trần Văn A thì các bạn ghi là Nguyễn Văn B, à, như vậy là không được đó, thầy dùng ta chúng ta biết rồi. Thì trên đây là toàn bộ những gì mà thầy hướng dẫn nói qua cho các bạn biết cái quá trình thực tập phải tuân theo đúng những cái thứ này. Thì có một vài cái vấn đề lưu ý thêm như sau. Thứ nhất là chúng ta là sinh viên của trường, khi chúng ta đi thực tập thì chúng ta phải thể hiện được chúng ta là sinh viên của trường, đã được đào tạo một cách bài bản, và cái văn hóa ứng xử nó phải chuyên nghiệp các em nhé. Cái văn hóa ứng xử của doanh nghiệp nó phải chuyên nghiệp, nó lễ phép, nó thái độ, nhưng mà mang cái phong cách là gì ạ, à, mình là một cái sinh viên sắp ra trường, mình có đầy đủ kiến thức, à, về mặt lý thuyết, à, để chúng ta có thể tham gia vào cái thị trường, à, lao động sắp tới thông qua quá trình thực tập tốt nghiệp. Đó. Nhưng mà cái hành vi ứng xử của các bạn là phải đúng mực, phải chuẩn mực và phải lễ phép. Bởi vì chúng ta là sinh viên đi nhờ doanh nghiệp để thực tập, do đó cái hành vi chúng ta phải rõ ràng, và đặc biệt là các bạn phải tuân thủ tất cả những cái quy định, à, của doanh nghiệp khi mà tham gia vào cái quá trình thực tập đó. Cái tuân thủ đó nó thể hiện là cái mà thầy vừa nói đó, chúng ta thể hiện chúng ta là một cái sinh viên, à, của trường, à, chúng ta được đào tạo một cách bài bản, và hôm nay chúng ta mang cái kiến thức đó để vận dụng vào trong thực tiễn thông qua cái khóa thực tập này. Đó là cái lưu ý rất là quan trọng. Và cái thứ hai là gì, là trong quá trình thực tập thì các bạn phải, à, kèm theo cái của nhật ký ở đây, à, thầy dùng cái từ nhật ký ở, à, đây cô Thanh đề là mẫu sổ thực tập thực tế, nhưng mà thầy dùng cái từ nhật ký cho nó dễ hiểu. Nhật ký là gì, là chúng ta ghi chép hàng ngày, đó, ghi chép hàng ngày. Thế thì đây cái form nó có rồi đây, đơn vị thực tập, sau khi các bạn xin được cái đơn vị thực tập, các bạn ghi vào đây tên của đơn vị, công ty, doanh nghiệp đó là gì, địa chỉ là ở đâu, kể cả số điện thoại, email, rồi tên của các em, mã số lớp, thời gian từ ngày đến ngày, ngày bao nhiêu, từ ngày 15 tháng 11 đến 30 tháng 1 năm 2022, ghi vào đây. Rồi đây là cái thư ngõ của trường khoa, đây là thư ngõ của trường khoa, à, các bạn đóng kèm trong cái tập này để đưa cho doanh nghiệp họ xác nhận, thì trước khi xác nhận họ có đọc cái qua cái thư ngõ của các em, à, thư ngõ của khoa mà đã gửi cho các em thông qua cái chuyến thực tập đó. Đấy. Rồi, dưới này là cái phần giới thiệu tổng quan về công ty, thì cái phần này các bạn viết vô, có thể đánh máy. À, các bạn lấy cái form này thôi, cái file Word này thay để là file Word nhé. Các bạn đa xuống mà các bạn đánh máy vô. Đó. Phần báo cáo nội dung thực tập, ngày nào làm công việc gì thì các bạn ghi chi tiết vào đây. Ngày nào làm công việc gì, chi tiết. Đó. Như vậy, à, sau cuối cùng là các em xin cái xác nhận của công ty. À, đây. Đây. Công ty sẽ ký tên và đóng dấu vào đây.
các em nhé. Khi mà các em nộp cái chuyên đề tốt nghiệp cho giáo viên hướng dẫn thì các bạn cũng nộp kèm theo cái nhật ký thực tập này về khoa nha, về khoa. Ngoài ra thì dưới này có một cái bài hình ảnh, một cái bài tư liệu gì về cái doanh nghiệp đó. Đó, như vậy đó thì cái nội dung mà thầy trình bày thì thầy cũng đã trình bày nhanh, trình bày gọn, tại vì lớp của chúng ta sáng hôm nay là đang học môn thể ứng đúng không? Một số bạn đang học môn thể ứng, do đó là thầy trao đổi nhanh. Bây giờ có những cái thắc mắc gì hay không thì các bạn hãy nêu lên. Nếu thầy giải quyết được, giải đáp được thì giải đáp luôn. Còn nếu thầy không giải đáp được thì thầy sẽ chuyển cái thắc mắc đó đến ban nội khoa cũng như là nhà trường để có những cái hướng hỗ trợ các em để các em có thể hoàn thành được cái chương trình thực tập của mình đúng thời hạn. Rồi, xin mời các em. Thầy nói xong rồi đó. Bây giờ tới các em. Dạ thầy ơi, cho em hỏi là cái giới hạn hai sinh viên trong một đơn vị thực tập á, thì bây giờ ví dụ như là tụi em muốn thực tập vào Viettel nhưng mà Viettel nó có nhiều chi nhánh, vậy là mỗi chi nhánh nhận hai hay là tổng công ty chỉ nhận hai thôi thầy? À, tổng công ty thì một cái tổng công ty nó có nhiều chi nhánh lắm. Ví dụ một bạn có thể thực tập ở Viettel Đức Trọng đúng không, một bạn có thể thực tập tại Viettel Lâm Đồng và một bạn có thể thực tập ở Viettel Bảo Lộc. Thì cái chuyện á, một cái chi nhánh như vậy đó là tính tối đa là hai sinh viên, được chưa các em? Một chi nhánh như vậy tính tối đa là hai sinh viên, không phân biệt chi nhánh của Đà Lạt hay là Đức Trọng. Như vậy Đà Lạt hay Đức Trọng thì có thể bốn em thực tập trong cái doanh nghiệp Viettel đó. Như vậy thầy giải thích về rõ chưa? Dạ em cảm ơn thầy. Rồi, mời các bạn khác, em nào có ý kiến gì thì các bạn cứ giải đáp thắc mắc. Và đồng thời các bạn cũng thấy ở trên email của Thanh đó là cô Thanh có làm một cái Google Form để các bạn có thể nêu những cái ý kiến, những cái khó khăn gì đó mà các bạn có thể dự đoán hoặc là các bạn đang gặp phải, thì các bạn gọi trên cái Google Form của cô Thanh đưa trên email nhé. Cô Thanh sẽ tổng hợp và báo cáo lại bao nhiêu qua. Như vậy khoa có thể hỗ trợ các bạn tối đa trong cái khả năng của mình để giúp các bạn hoàn thành cái công việc của các bạn. Đó. Rồi xin mời các bạn tiếp theo. Rồi, mời em. Yeah. Rồi em nói đi ạ. Yeah. Hỏi là cái chỗ mà cái nhật ký á thầy, thì công việc mỗi ngày thì mình ghi tay hay là mình có thể đánh máy ạ? À, các em có thể đánh máy. Có thể đánh máy. À, đánh máy còn tốt hơn. Ghi tay thì cũng được, không sao. Nhưng mà đánh máy thì tốt hơn. Bởi vì đánh máy thì nó in ra nó đẹp hơn, chỉnh chu hơn. Được chưa? Dạ, dạ em cảm ơn thầy ạ. Rồi, tiếp theo, mời các em tiếp theo. Dạ thầy ơi, ở ngoài khu con là sáng nay là mới thông báo là có Covid ở ngoài cộng đồng, bây giờ nếu trường hợp của con là không được đi ra ngoài nữa thì con phải làm sao ạ? Thì bây giờ thì khu con là ở đâu? Dạ con ở ngoài Quảng Ngãi thầy, nhưng con đã liên hệ được nơi thực tập hết, nhưng mà bây giờ con mới sáng nay thật mới thông báo cho con là bây giờ khu con là có ngoài cộng đồng nhưng mà không biết nguồn lây ở đâu hết. Như vậy bạn đã xin được cái doanh nghiệp thực tập chưa? Đã liên hệ được rồi chưa? Dạ đã liên hệ được rồi. À và họ chấp nhận thực tập chưa? Dạ chấp nhận luôn rồi. Rồi rồi ra tốt rồi, không có vấn đề gì. Thì bây giờ cái khu có một cái khu vực nào đó mà bị F0 và nhà nước là yêu cầu là không ra đường thì cũng chỉ nhà nước cũng chỉ phong tỏa trong thời gian ngắn thôi. Còn cái quá trình mà thực tập á thì trong cái thời gian này thì bạn vẫn liên hệ với doanh nghiệp nhé, và cũng thông báo với tình hình là chưa để doanh nghiệp được. Nhưng mà trong cái giai đoạn này bạn ở nhà có thể tìm tài liệu và viết cái chương số 1 đó, liên hệ với giáo viên hướng dẫn để thống nhất tên đề tài, viết cái đề cương đúng không, viết cái đề cương sau đó là gì, là triển khai luôn, viết cái chương số 1 đó là chương tổng quan về lý thuyết gì đó, hay là gọi là cơ sở lý luận. Thì cái nội dung về cơ sở lý luận đó thì cũng không nhất thiết phải đến doanh nghiệp, mà cơ sở lý luận là cái chương mà chúng ta phải tìm các cái tài liệu ở trên bàn, ở tại nhà, ở trên mạng, trên sách để chúng ta viết ra. Và cái điều này tôi tin rằng là giáo viên hướng dẫn họ cũng thông cảm cho các em thôi, và doanh nghiệp chắc chắn họ cũng thông cảm thôi, được không, được chưa, hiểu được không? Dạ em cảm ơn thầy ạ. Rồi ok, rồi có ý kiến nào tiếp theo không? Dạ tôi thấy ý kiến ạ. Vậy em thấy là phần chương 1 của mình là nói về cơ sở lý thuyết thì sẽ có một số đề tài có nội dung tương đối giống nhau, và đặc biệt là ngành kế toán của em là sẽ sử dụng thông tư 200 là chính, nên là sẽ có một số cái gọi là có thể là nó sẽ giống nhau một phần, thì không biết có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề đạo văn không ạ?
cái phần này thầy giải thích luôn. Khi các em học cho môn phương pháp nghiên cứu với thầy Tuấn thầy ông ra đúng không, thì cái phần cơ sở lý thuyết thì chúng ta không thể tự viết ra được, mà chúng ta phải trích dẫn. Thì cái việc trích dẫn đó có thể trích dẫn từ sách, có thể trích dẫn từ báo, có thể trích dẫn từ những cái luận văn chuyên đề ở khóa trước. Do đó cái việc đó các bạn không yên tâm, hoàn toàn yên tâm. Có thể là gì ạ? Cái cơ sở lực lượng đó có thể nó giống nhau, nhưng chúng ta phải ghi rõ cái nguồn mà chúng ta tham khảo để viết vào đó. Ok chưa? Bạn có nắm được không? Dạ em xin cảm ơn thầy. Rồi, ok. Rồi, mời bạn Sang. Sang thi hả? À. À, thì tình hình đó bạn phải báo lập tức, báo cáo ngay với giáo viên hướng dẫn để họ có cái hướng để xử lý giúp cho các bạn. Được chưa? Giáo viên hướng dẫn là cái người mà họ liên hệ trực tiếp với ban nhiệm khoa và nhà trường. Ban nhiệm khoa sẽ liên hệ với nhà trường để có những cái chính sách gì đó cho các em. Được chưa? Ok. À, trước giờ phải bị rớt hay chưa? À, đây là cái câu hỏi mà thực sự là cực khó để trả lời. Rớt là rớt như thế nào? Nó có nhiều nguyên nhân. Đúng rồi. Ví dụ như các em không liên hệ với giáo viên hướng dẫn trong vòng 20 ngày thì họ sẽ không nhận nữa. Khoa sẽ không nhận nữa. Có nghĩa các bạn phải thực tập và được sau. Cái đó có phải là khái niệm rớt hay không? Câu trả lời là không phải. Bởi vì do cái tinh thần thái độ của các em đã có danh sách thực tập trong đợt này, nhưng mà vì các bạn vì một nguyên nhân chủ quan nào đó làm cho các bạn phải chuyển sang đợt sau, như vậy không gọi là rớt. Hoặc là những cái bạn mà làm chuyên đề của nội dung hết sức sơ sài, nó không đáp ứng được cái yêu cầu của một cái chuyên đề tốt nghiệp, thì giáo viên hướng dẫn họ có thể chưa cho qua, và các bạn phải chỉnh sửa, phải bổ sung. Mà khi nào mà đáp ứng được cái yêu cầu của cái chuyên đề tốt nghiệp của ngành quản trị doanh hoặc kế toán thì giáo viên hướng dẫn họ sẽ cho qua. Còn mà các bạn không qua được nữa, mà đến hết thời hạn mà các bạn không thể học ở trường nữa, 6-7 năm gì đó, thì lúc đó nó mới gọi là không qua được. Chứ còn dùng cái từ rớt thì thầy không có dùng cái từ đó. Mà các bạn chưa đạt yêu cầu thì phải làm lại. Chưa đạt yêu cầu là phải làm tiếp. Chứ không phải là rớt hay là đậu. Được chưa? Rớt đầu là trong trung học, còn chuyên đề là không dùng từ rớt đầu. Các em nhé. Rồi. Mời bạn Hồ Nhật Khanh. À, dạ thưa thầy, là em có nguyện vọng là đăng ký khóa luận vào học kỳ sau, thì em có phải làm chuyên đề tốt nghiệp không ạ? Em cảm ơn thầy ạ. Nếu bạn có cái nguyện vọng là làm khóa luận tốt nghiệp, tốt quá. Và học kỳ này bạn không làm chuyên đề tốt nghiệp đúng không? Thì cái việc này bạn làm cái thủ tục hành chính thôi. Thì em Khanh có thể liên hệ với cô Thanh để nói cái viền vòng đó, để cô Thanh xác nhận và chuyển em sang học kỳ sau để làm khóa luận tốt nghiệp. Được chưa? Đó. Dạ vậy em có phải viết nhật ký thực tập không thầy? À không, khi mà em đã làm việc với cô Thanh và khoa đồng ý để em làm khóa luận ở học kỳ sau thì bạn đâu viết nhật ký chi nữa. Đúng không? Còn nghĩa là viết nhật ký là dành cho những sinh viên mà đi thực tập trong cái đợt này. Còn những bạn mà không thực tập trong đợt này thì không được viết nhật ký. Bạn Khanh hiểu chưa? Dạ em cảm ơn thầy ạ. Rồi, ok, nhưng mà nhớ liên hệ với cô Thanh nha, để thực hiện cái thủ tục hành chính nha. Rồi, bạn Nguyễn Huy. Dạ thì em có câu hỏi là khi mình xin phép đi thực tập á thì mình chỉ cần cái mẫu đơn giới thiệu của trường thôi hay là mình cần phải viết CV luôn ạ thầy? À không, theo thầy hiểu thì doanh nghiệp người ta không có yêu cầu CV đâu. Chắc chắn là như vậy. Chỉ cần giới thiệu là quan trọng là các bạn có xin được cái doanh nghiệp thực tập hay không. Đó, còn khi mà các bạn xin được cái doanh nghiệp mà họ đồng ý cho các em thực tập rồi thì cái việc của các em là đó là gì? Phải trình cái giấy giới thiệu của trường để xác nhận em là sinh viên của trường và hiện đang xin thực tập tại doanh nghiệp của họ. Còn CV thì tại nghĩ là chắc là họ không đòi. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Rồi bạn Tô Nguyễn Thanh Huyền. Dạ em chào thầy ạ. Dạ cho em hỏi là trong quá trình thực tập á, là tụi em vẫn còn lịch học của một vài môn á, thì nó sẽ có ảnh hưởng gì tới cái việc thực tập không thầy, hay là cái bây giờ cái vấn đề này là cái vấn đề mà nó liên quan đến rất nhiều bạn đây. Thì bây giờ như này là thực sự ra trong cái thời gian này đó thì chúng ta rất là khó khăn, bởi vì cái đại dịch Covid nó tác động làm cho việc đi lại học tập nó cũng khó khăn. Nhưng mà
nó cũng là một cái cơ hội. Khi các em đi thực tập như vậy thì cái quá trình học một số môn còn lại đó sẽ được triển khai bằng online mà, đúng không? Trường chúng ta đang thực hiện dạy bằng online, do đó các bạn có thể tham gia và vừa học và vừa vừa thực tập. À, thì thầy nghĩ chỉ có cái giải pháp đó thôi chứ không có cách gì khác. Trước đây khi mà chưa có dịch mà chúng ta đi thực tập một cái địa phương nó khác với Đà Lạt chúng ta thì cái việc học và thực tập nó rất là khó sắp xếp, rất là khó bố trí. Nhưng mà bây giờ đó thầy nghĩ nó còn thuận lợi hơn, bởi vì các bạn có thể tham gia online được, vừa học và vừa tự tiến hành cái việc thực tập của các em. Rồi, và cái ý kiến này các bạn nêu lên ở trong cái khó khăn trên cái form mà cô Thanh đưa nhé. Và cho thầy hỏi luôn là cái việc mà nó trùng cái lịch học đó, một số môn đó là trong cái lịch học chính hay là các bạn phải học lại? À, dạ bên em là đại học chính ạ. À, học Đại chính hả? À, học chính mà vướng cái lịch lịch học hả? Lịch lịch thực tập và lịch học á. À, cái này thầy sẽ trao đổi lại thêm với chỗ ban qua. À, ok. Rồi, đây là một ý kiến thầy sẽ trao đổi thêm. À. Rồi mời mời các bạn tiếp theo. À, các bạn tiếp theo. Dạ, em chào thầy ạ. Rồi. Thầy ơi, cho em hỏi một số là ví dụ như về việc mà chọn địa điểm thực tập á thầy, Rồi. một doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập với một công ty lớn á, thì em nên ưu tiên chọn cái nào để thuận lợi hơn trong quá trình thực tập ạ? Em cảm ơn. À, cái việc mà lựa chọn cái doanh nghiệp lớn hay là vừa thì hoàn toàn phụ thuộc vào bạn thôi. À, nếu mà bạn mong muốn làm việc một cái môi trường lớn hơn, một cái doanh nghiệp lớn hơn, à, với một quy trình chặt chẽ hơn thì chọn bạn chọn cái doanh nghiệp lớn. Còn nếu mà bạn cho rằng là cái khả năng của mình nó phù hợp với một cái doanh nghiệp nhỏ vì một số lý do như điều kiện về địa lý hay là công việc hay là cái việc tiếp nhận sinh viên, à, thì bạn có thể chọn cái doanh nghiệp nhỏ. À, như vậy cái việc mà chọn doanh nghiệp nhỏ hay lớn hoàn toàn phụ thuộc vào cái quyết định của em nhé. Nhưng mà nếu được thì em nên thực tập ở một cái doanh nghiệp lớn hơn để chúng ta có cái cơ hội được mở mang hơn. Được chưa? Dạ em cảm ơn thầy. Rồi rồi, tiếp theo. Mời bạn nào nữa? Bạn Trần Thị Ngọc Bình hả? Dạ xin chào thầy và các bạn ạ. Dạ em có một câu hỏi đó là em thấy ở trong cái thông báo thì cái lịch thực tập là từ ngày 15 tháng 11 cho tới ngày 30. 30 tháng 11. Dạ Đúng tức rồi. là 2 tháng rưỡi, vậy thì mình sinh viên sẽ đi thực tập mà đúng 2 tháng rưỡi luôn hay sao vậy thầy? Hay là cái thời gian mình có cái thời gian tối thiểu để mà À thực không, tập là à tầm cái 1 câu hỏi của tháng em thầy hiểu rồi, câu hỏi của em thầy hiểu rồi, tất nhiên là tổng thời gian thực tập là 2 tháng rưỡi đúng không, nhưng mà cái này nó hoàn toàn linh hoạt tùy thuộc vào cái khả năng của bạn và cái đề xuất của doanh nghiệp. Cái này khoa không can thiệp. À, có thể các bạn có thể thực tập 1 tháng ở doanh nghiệp thôi, có thể 1 tháng thôi, thầy lấy ví dụ thôi nhé, 1 tháng ở doanh nghiệp, à, để các bạn tiếp cận và xin số liệu về để phục vụ cho cái quá trình viết chuyên đề tốt nghiệp. Còn thời gian còn lại các bạn có thể tham gia các hoạt động khác, ví dụ như là tập trung cho cái việc viết và tập trung cho cái việc học một số môn và thi kiểm tra. Như vậy cái thời gian 2 tháng rưỡi đó không bắt buộc các bạn phải ngồi ở doanh nghiệp 2 tháng rưỡi các em nhé. Như vậy nắm được chưa? Còn nó là bao nhiêu thì đó là cái việc mà các bạn thống nhất với cái doanh nghiệp thực tập. Em hiểu chưa? Dạ, vâng ạ, em cảm ơn thầy nhiều ạ. Rồi, ok, rồi. Bạn nào nữa? Bạn Nguyễn Thị Thanh Huyền ha. Nguyễn Thanh Huyền ha. Dạ thầy ơi em có một câu hỏi nữa là em cũng nãy giống như bạn Nhật Khanh á, em cũng có mong muốn làm khóa luận á thầy. Nhưng mà hôm vài ngày trước em có liên hệ với cô Thanh rồi ạ. Nhưng cô Thanh bảo là việc thực tập là bắt buộc và khóa luận chỉ là môn tự chọn thôi, nên là học kỳ sau em được đăng ký nhưng mà thực tập kỳ này em vẫn phải đi Nhật ạ. Khánh, Nếu bạn như tên gì? Bạn Nhật Khánh với bạn gì đấy? Bạn tên gì? dạ em tên là Tô Nguyễn Thanh Huyền ạ. Thanh Huyền kế toán ha. Dạ quản trị kinh doanh ạ. À, Thanh Huyền như vậy có Dạ nguyện vâng vọng là làm chuyên đề, ạ. à xin lỗi, làm khóa luận, Dạ. Dạ vâng ạ. làm khóa luận, à, nhưng bây giờ là học kỳ sau, Dạ. nhưng mà có được hay không đúng không? Dạ Và vâng. rồi cái vấn đề mà bằng Khanh và bằng Huyền trình bày thì thầy sẽ làm việc lại với chỗ cô Thanh Mai Dùng Khoa và cô Thanh sẽ trả lời chính thức cho Nhật Khanh và bạn Thanh Huyền nhé, được chưa? Dạ Thầy sẽ làm việc lại. Rồi cảm ơn hai bạn. Rồi Cẩm Nhung. À. dạ thầy ơi em có một câu hỏi nữa là ở cái nơi mà em liên hệ xin thực tập á thầy, họ yêu cầu là mình phải tiêm đủ 2 mũi và đủ 14 ngày, nhưng mà hiện tại á, thì em chỉ tiêm mới mũi 1 thôi,
Vậy là từ đây cho tới ngày 15 á, nếu mà cái chỗ thực tập nó không có nhận em á, thì bên trường có hỗ trợ giúp em về cái việc mà liên hệ địa điểm thực tập không mày? À, hiện nay khoa thì chưa có liên hệ, chưa có chính sách liên hệ giúp cho các bạn cái việc thực tập đấy. Trước hết là cái khả năng của các em liên hệ thực tập trước, còn nếu khó khăn về cái việc liên hệ thực tập đó gì đó thì các bạn sẽ báo lại với cô Thanh, để cô Thanh báo ban nhiều khoa nhé, để có cái hướng giải quyết sớm nha. Bây giờ là liên hệ thực tập đúng không, liên hệ doanh nghiệp thực tập đấy, thầy ghi vào đây để thầy chuyển cái thông tin này để về để coi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, mời các bạn tiếp theo. Những cái câu hỏi nào mà thầy không trả lời được thì thầy sẽ làm việc với khoa nhé. Rồi, về bàn sáng hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ đang như này là ngay hôm nay là các bạn có thể đã chủ động để làm cái việc là gì, mình cố gắng để liên hệ và xin một cái doanh nghiệp để thực tập ngay từ bây giờ, ngay từ bây giờ. Và cái thời gian sau đó là bao nhiêu? Là 30 là hết thời hạn. Rồi. Mời bằng vào Ngọc Quyên. Dạ con chào thầy, là con ở xa thì bây giờ là cái giấy mà giới thiệu của trường đó là giấy dấu đỏ thì làm sao có để con nhận được ạ? À, bây giờ cái này như thế này ha, cái này cũng đơn giản thôi. À, bạn sẽ liên hệ trực tiếp với cô Thanh và nhờ cô Thanh scan cái giấy giới thiệu thực tập, scan màu đó và chuyển qua email ha, Dạ em cảm ơn chuyển thầy. qua email vào của bạn đó. Mình có email đúng không? Đấy, Dạ có ạ. trình bày với doanh nghiệp rằng là coi như là do cái khoảng cách của địa lý, do đó là với cái thời gian nó ngắn, do đó là nhà trường khoa sẽ gửi cái giấy giới thiệu thực tập thông qua địa chỉ email và bạn chuyển cái email đó cho đơn vị thực tập. Được chưa? Ok. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi, tiếp theo, còn một em nào có cái thắc mắc khác không? À, Đinh Đinh Ngô Ngọc Thượng. À, Đinh Ngô Ngọc Dạ thầy ơi, Thượng. em tính xin thực tập ở ủy ban phường thì có được không thầy? À, cái ủy ban phường thì hồi nãy thầy nói rồi, ủy ban phường đó là một đơn vị hành chính sự nghiệp. Mà đơn vị hành chính sự nghiệp thì em học kế toán hay học quản trị doanh vậy? Dạ kế toán. À, bạn học kế toán. Thì trong quá trình học kế toán thì nó có cái môn kế toán hành chính sự nghiệp đúng không? Dạ đúng rồi thầy. À, thế thì bây giờ đó, chắc chắn là bạn sẽ được phân công vào một giáo viên ở cái bộ môn kế toán. Em được phân công vào thầy cô nào? Em có nghe thầy nói không? Ở đâu rồi? Dạ thầy Quang Thái ạ. À, thầy Thái. Thế thì em sẽ liên hệ với thầy Thái để trình bày cái lý do là gì em sẽ xin trình thực tập ở phường và em làm về cái mảng kế toán hành chính sự nghiệp. Thì thầy thầy tin là có lẽ thầy Thái sẽ ủng hộ cái quan điểm đó. Ừ. Phải nói rõ nha, làm về kế toán hành chính sự nghiệp nha, chứ xin thực tập ở phường nhưng mà làm về cái công tác nhân sự rồi hay là gì đó, marketing là không đúng, đúng không? Ở phường người ta làm marketing ở phường người ta làm nhân sự có, nhưng mà cái nhân sự của phường nó khác với nhân nghiệp, nhưng mà làm được kế toán hành chính sự nghiệp thì thầy nghĩ là chắc là được. Cái này em sẽ liên hệ với giáo viên hướng dẫn nha. Ừ. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Rồi, ok, rồi mời bạn khác, có bạn nào nữa? Rồi, tiếp 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 bạn nói đi, Trần thì bất. Thưa thầy là không biết là tại vì hiện tại thì em chưa có mặt tại Đà Lạt thì em có thể nhờ bạn của em để mà lên xin cái đóng dấu, xin cái dấu của trường để mà khi em lên thì em sẽ đi kiếm công ty, em sẽ đi nộp luôn được không ạ? Tất nhiên là em muốn xin cái giấy giới thiệu thực tập đúng không? Dạ đúng rồi ạ, nhưng mà Em ý muốn. là em Thay ý là vì thay em vì thay vì em đến nhận cái giấy đó đúng không? Thay vì em muốn đến nhận cái giấy đó mà em muốn nhờ một cái bàn ở trong lớp lấy đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À, cái này thì nghĩ là họ còn được, không có vấn đề gì, bằng em sẽ nhờ một cái bàn ở trong lớp mình này đi. À, và nói với cô Thanh là xin cô cho em nhận thay cho bạn, vì bạn ở cái vùng dịch em chuyển cho bạn thì thầy tin rằng ok thôi, không vấn đề gì đâu. Cái Dạ khoa sẽ cảm ơn những thầy. cái vấn đề liên quan tới khoa thì các em yên tâm,
khoa sẽ tạo điều kiện hết sức, chứ không có lo ở phía khoa mà lo là ở cái phía doanh nghiệp đó và cái địa phương các em đang mắc kẹt đó vì Covid đó. Lo là lo như vậy thôi, chứ còn ở phần khoa thì sẽ tạo điều kiện, trường sẽ tạo điều kiện hết sức cho các em để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Rồi xin mời các em khác. Em nào mà không có cái câu hỏi nào thì có thể quay trở về lớp với thầy Ân nhé. Tại vì hôm nay thầy có nói với thầy Ân là thầy sẽ cố gắng làm việc trong vòng 3 phút thôi. Rồi còn ý kiến nào nữa không? Dạ thầy ơi. Ơi. Dạ em muốn hỏi là ví dụ như mấy bạn ở sinh viên nhóm khác mà đi thực tập chung với lại một nhóm khác nữa mà ở cùng một chi nhánh nó được không thầy? Một nhóm khác ở cùng một chi nhánh là sao nhỉ? Thầy chưa có hiểu ý em. Là ví dụ như em ở nhóm 8 nhưng mà có một bạn ở nhóm 5 nữa cũng đi thực tập ở công ty, ở cùng một công ty đó luôn á, được không thầy? À không, cái ý của em là thầy hiểu rồi, bây giờ thầy hiểu rồi. Tất nhiên là các em đừng có quan tâm đến nhóm 8, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 5, nhóm 7 gì cả. Mà ở đây quy định rất là rõ. Như vậy trong lớp chúng ta là ví dụ quản trị A42 và kế toán công 2 được xem là một lớp, được chưa? Thế thì trong một cái doanh nghiệp là thực tập không có hai sinh viên, có nghĩa là tối đa là hai sinh viên thôi. Còn hai sinh viên là ở cái nhóm nào thì không quan trọng. Mà quan trọng trong cái lớp đó là thực tập tại một doanh nghiệp là tối đa là hai sinh viên, và hai sinh viên đó phải biết hai đề tài khác nhau. Em hiểu chưa? Chứ còn là nhóm khó lắm. Nhóm thì khó phân ra nhiều nhóm. Cái nhóm là cũng chỉ là gì ạ? Một cái nhóm như vậy là để thể hiện là một ông thầy hướng dẫn đó mà thôi. Thầy ví dụ tôi là hướng dẫn nhóm số 8, ví dụ thế. Thầy Thái hướng dẫn nhóm số 9. Mà nhóm, một nhóm như vậy là bao nhiêu sinh viên? Thì cái nhóm đó nó không có ý nghĩa nhiều trong cái việc thực tập, mà cái nhóm nó chỉ ý nghĩa là cái nhóm đó thực tập với thầy cô nào. Rồi, em hiểu được chưa? Không, doanh nghiệp nhiều lắm em, không phải là ít đâu, nó ít lắm đúng. Bởi vì ví dụ các khách sạn, các nhà hàng là một doanh nghiệp đó. Khách sạn cũng là một doanh nghiệp, nhà hàng cũng là một doanh nghiệp. Thế thì thay vì mà khách sạn, nhà hàng thôi thì ở Đà Lạt này rất là nhiều. Và các doanh nghiệp đâu phải là cái công ty mà các bạn tìm là phải là công ty cổ phần đâu. Chỉ cần cái công ty gì trách nhiệm một hàng hoặc là công ty tư nhân, chúng ta vẫn thực tập tốt. Công ty tư nhân được như vậy, cái loại hình mà doanh nghiệp tư nhân đó, và công ty trách nhiệm hàng thì rất là nhiều. Rất là nhiều lắm, tư nhân là Đà Lạt mình nhiều vô cùng. Cho nên các bạn không yên tâm, không phải ít đâu mà nhiều đấy, nhiều doanh nghiệp, chúng ta chưa có tiếp cận thôi. Rồi, mời các em khác. Rồi, nếu mà các em không có cái ý kiến hoặc chưa nghỉ kịp nhé, chưa nghỉ kịp ra, hình như có bạn đang muốn giơ tay đúng không? Bạn Dương thì Quỳnh Khuyên, phải không? Quỳnh Khuyên. Dạ, thưa thầy, cho em hỏi là trong quá trình thực tập thì trường có hỗ trợ kinh phí cho tụi em không thầy? Chính sách về hỗ trợ kinh phí hả? Cái này là chưa. Theo thầy thì thầy chưa có thấy chính sách này, nhưng mà thầy sẽ chuyển lại thông tin này đến ba hôm qua. Nhưng mà cũng lưu ý rằng là trước đây lịch sử khoa chúng ta thì chưa có cái hỗ trợ kinh phí để sinh viên thực tập, chưa có, được chưa? Rồi Minh Thư. Em chào thầy ạ. Rồi thầy, em có một câu hỏi, đó là đến ngày 15 mà mình chưa xin được chỗ thực tập á, thì trong cái mẫu sổ nhật ký đó của mình á, mình sẽ từ ngày mình xin được vô hay là mình ghi vào từ ngày 15 ạ? Khi nào các bạn xin được thì các bạn hãy ghi vô. Khi nào xin được, nhưng mà trong cái quá trình đó bạn Minh Thư cũng có thể ghi là chưa xin được đơn vị thực tập, đang trong quá trình xin đơn vị thực tập, ok chưa? Dạ em cảm ơn thầy ạ. Ok. Rồi còn ý kiến nào khác không? Rất là nhiều link cho thầy cũng biết các bạn. Minh Nhật Quang. Dạ em chào thầy ạ. Em có thắc mắc là cái dấu đỏ mà của trường, của khoa là mình lấy trước ngày 15 hay là sau ngày 15 lấy vẫn được?
À, bây giờ thì các bạn có thể liên hệ ngay với cô Thanh để nhận được Là cái giấy em giới đang thiệu. thắc mắc là giờ dịch nó làm rồi vô trường nó cũng khó nữa, nên là giờ em cũng không biết là nên lấy trước hay nên có nghĩa là có thể lấy sau được không? À, lại sâu hoàn toàn được nếu như doanh nghiệp họ thông cảm bằng bằng quan ha. Dạ À, vâng. bạn có thể nói với doanh nghiệp rằng là hiện nay do tình hình dịch cho đó là tụi em đi lại với nhà trường nó hơi khó khăn, nếu cần thì tụi em có thể nhờ người lấy, còn không thì doanh nghiệp thông cảm thì tụi em có thể nộp sau, được chưa? Dạ rồi, em cảm ơn Rồi, thầy. rồi, rồi các em còn ý kiến nào nữa khác không? Kiến khác nào nữa không? Rồi như vậy nếu mà các bạn không còn ý kiến khác, à lại có ý kiến ở đâu đó, rồi bạn nào vừa giơ tay xin mời em. Dạ thầy, là làm sao mình liên lạc được với lại cái bộ phận nhân sự của công ty mình muốn nộp ạ? Tại vì em không biết là cái công ty mà em muốn thực tập thì họ có cần nhân viên có cần sinh viên thực tập không ạ? Em À thì xin. hôm nay thầy nói rồi cái việc á, mà liên hệ với doanh nghiệp. À, đó là sinh viên phải bằng nỗ lực của mình để liên hệ với họ. Mình không phải là xin việc, mình không phải là xin việc mà mình đi xin thực tập thôi. Mình xin thực tập, à, chứ không phải xin việc nhé. Do đó là cái câu hỏi của em là làm sao biết được cái bộ phận nhân sự của công ty họ cần mình. Thực chất là doanh nghiệp họ chỉ tạo điều kiện cho chúng ta thực tập thôi các em. Chứ còn không có chúng ta họ còn hoạt động bình thường. Đấy, do đó chúng ta cố gắng để xin cái đơn vị thực tập. Thì hôm nay có một bạn có ý kiến là gì ạ? À, là giả sử không xin được cái doanh nghiệp thực tập thì làm sao? Thì thầy thầy có trao đổi cái ý kiến này, thầy có ghi nhận ý kiến này để trao đổi lại với ban qua. À. Được chưa? Rồi, còn em nào có ý kiến gì khác nữa không? Rồi nếu các em mà không gọi chuyện gì khác hoặc là chưa suy nghĩ kịp thì các em gọi chuyện nào khác thì các bạn hãy gọi vào cái Google Form mà cô Thanh gửi email cho lớp ha, để lớp có thể nêu ý kiến thêm ở trong đó, nếu giải quyết được hỗ trợ được những gì đó về mặt khoa, về mặt nhà trường thì khoa sẽ hỗ trợ, sẵn sàng hỗ trợ các em. Rồi như vậy các bạn không gọi kiến là đúng không? Nếu không còn kiên nhẫn nữa thì chúng ta kết thúc cái buổi hướng dẫn thực tập ở đây, được chứ em? Dạ vâng ạ. Rồi như vậy nếu có, thầy nhắc lại một lần nữa, nếu có ý kiến nào mà phát sinh thì các em hãy gửi vào cái